Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là trên 1.000 người, bao gồm luôn cả những nhóm dân quân Hồi giáo Hezbollah đã bị thương khi hệ thống Patriot phát nổ. Patriot được xem là cái máy nhắn tin. Trên 1.000 người, trong đó bao gồm luôn các chiến binh của Hezbollah và giới cứu thương đã bị thương trong ngày thứ ba khi mà hệ thống Patriot, tức là cái hệ thống máy nhắn tin của họ, đã bị phát nổ ở trên toàn cõi của Lebanon. Theo nguồn tin của giới an ninh đưa ra, một viên chức của Hezbollah đã giấu tên và nói rằng các cái hệ thống Patriot này được xem là đã có một cái lỗ hổng an ninh rất lớn, và nhóm này nói rằng diễn ra trong lúc mà đang có gần một năm cuộc chiến với lại phía Do Thái, và nhóm Hezbollah do phía Iran hỗ trợ đã có cuộc chiến bắn ngang qua biên giới giữa đôi bên kể từ tháng 10 năm ngoái, và càng lúc càng tệ hơn và có thể gia tăng trong những năm tới. Phía lực lượng quân sự Do Thái đã từ chối không cho biết về cái biến cố này xảy ra. Trong khi đó thì một cái cơ quan truyền thông của Iran nói rằng đại sứ của Iran ở tại Lebanon là Mojtaba Amani cũng đã bị thương, nằm trong số những người đã bị thương sau khi mà cái hệ thống Patriot phát nổ. Và trong đó, hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận được nguồn tin này. Một phóng viên của hãng thông tấn Reuters cho biết rằng là nhìn thấy xe ambulance đã chạy rất là nhiều ở khu vực ngoại ô của phía nam của thủ đô Beirut ở phía của Lebanon, trong đó được xem là nơi gọi là xào huyệt mạnh mẽ của nhóm Hezbollah, và nó đang có một cái tình trạng hỗn loạn, giới chức an ninh cho biết như trên. Và đây được xem là một trong những cái chi tiết, và vẫn chưa biết được lý do tại sao trên 1.000 cái Patriot đã bị phát nổ và gây thương tích cho nhiều người khi mà hệ thống Patriot này, tức là cái hệ thống máy nhắn tin, nằm ở đeo ở người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran lên tiếng và cam kết rằng sẽ hỗ trợ không giới hạn cho những tổ chức khủng bố trong khu vực của Trung Đông. Bản tin mới nhất từ ở phía Iran cho biết là Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã lên tiếng cam kết vào ngày thứ hai là sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ không giới hạn cho những nhóm khủng bố trên toàn khu vực, trong đó đang có cuộc đụng độ trực tiếp với phía Do Thái, theo tường trình của giới chức truyền thông của Iran đưa ra. Và chính sách của ông Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết là sẽ cung cấp sự hỗ trợ không giới hạn cho những tổ chức được xem là dân quân này, theo tường trình của ông Araghchi đưa ra. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả những cái mặt trận, và trong đó sẽ thành lập họ tự hoạt động ở tại khu vực. Và những tổ chức này bao gồm Hamas, Hezbollah, nhóm Hồi giáo Islamic Jihad, nhóm Hồi giáo Houthi cùng với lại nhóm Hồi giáo khác được phía nhà nước Iran hỗ trợ hoạt động tại khu vực Trung Đông. Và lực lượng Do Thái cho biết là họ đã không đạt được mục tiêu để phá hủy Hamas, theo lời của Araghchi đã phát biểu trong cái lần phát biểu trên cái cơ quan truyền thông của phía Iran. Và Ari cho biết nhà nước Hồi giáo này vẫn tiếp tục chống lại tất cả những cái bẫy dẫn tới những cuộc tranh chấp, và chúng tôi đang quan sát về những phát triển ở khu vực với các tin tức tình báo của chúng tôi và không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài. Cùng một lượt thì trong ngày thứ hai, ông Pezeshkian đã nói với các thông tin viên là chính quyền của ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo, mà trong đó Hoa Kỳ và các quốc gia của Liên hiệp Âu Châu đang áp lực phía của Iran. Nếu mà chúng tôi không có hỏa tiễn đạn đạo, họ sẽ đánh bom chúng tôi và họ sẽ làm tất cả những gì họ muốn, tương tự như ở dải Gaza. Ông ta đã tuyên bố như trên trong một cái cuộc gặp gỡ với cộng đồng quốc tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế là phải giải giới phía Do Thái trước khi mà đòi hỏi tương tự như vậy với Iran. Đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn của ông Pezeshkian đã đưa ra ngay sau khi mà ông ta trở thành tân tổng thống của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là Bộ Tư pháp đã bắt đầu cho bắt giữ một công dân Nga bị tội bất hợp pháp là xuất cản những cái kỹ thuật về drone qua phía của Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì một công dân gốc Nga ở tại Sarasota ở Florida đã bị bắt giữ vào ngày thứ hai và bị truy tố tội rửa tiền, tội buôn lậu và xuất cản những cái kỹ thuật được xem là bất hợp pháp qua phía của Nga, trong đó bao gồm luôn các cái kỹ thuật chế tạo drone theo tường trình của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra. Và cáo trạng này
diễn ra sau khi mà Nga đã có cuộc xâm lấn toàn diện đối với Ukraine năm 2022. Người này có tên là Denis Bostoyov, được xem là 44 tuổi, đã có những hành động xuất cản về các cái microchip và tất cả những cái thiết bị điện tử với những cái hỗ trợ cho lực lượng quân sự có thể sử dụng để chế tạo drone, theo tường trình Bộ Tư pháp đưa ra trong bản cáo trạng. Và theo tường trình của bản cáo trạng thì bị cáo đã bất hợp pháp xuất cản các cái kỹ thuật qua phía của Nga và trong đó gia tăng khả năng có thể có cuộc chiến được xem là vô cớ nhắm vào Ukraine. Theo lời của phát ngôn viên của Bộ Tư pháp là Matthew Krebs đã đưa ra bản statement và tòa đại sứ của Nga ở tại Hoa Kỳ trên trang Telegram và cho biết rằng là họ bất ngờ trước tình trạng mà ông Bostoyov đã bị bắt giữ. Tuy nhiên họ nói rằng họ không nhận được bất kỳ một cái thông báo chính thức nào từ việc bắt giữ của cơ quan công lực của địa phương. Đây được xem là một trong những nhân vật mới nhất liên quan tới Nga đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang Texas tuyên bố một băng đảng của Venezuela là một tổ chức khủng bố. Bản tin mới nhất cho biết thì các viên chức của Texas trong ngày thứ hai quyết định một băng đảng của Venezuela có tên là Tren de Aragua là một băng đảng được xem là một tổ chức khủng bố ngoại quốc và trong đó gần như là đã xâm nhập vào Hoa Kỳ băng Nga quảng ngã biên giới một cách bất hợp pháp sau khi mà những kẻ này được trả ra khỏi nhà tù ở quốc gia ở châu Mỹ Latin. Băng đảng Tren de Aragua được xem là một băng đảng tội phạm quốc tế đã hoạt động ở một số quốc gia tại châu Mỹ Latin và tìm cách gọi là có những hành động được xem là đánh đập sát nhân, buôn ma túy và kể cả buôn người theo tường trình của các viên chức cho biết. Bởi vì vấn đề khủng hoảng kinh tế và chính trị tại Venezuela, rất nhiều người của quốc gia này đã được cho phép vào Hoa Kỳ và được xin quyền tị nạn. Tuy nhiên tiểu bang Texas và được xem là giới chức hàng đầu của vấn đề biên giới là Mike Pence lên tiếng nói rằng Venezuela đã cho những tù nhân của họ với một điều kiện là phải rời khỏi Venezuela và không được quay trở lại khi được trả tự do. Và ông nói rằng chính quyền của ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã tìm cách gọi là can thiệp cho những người Venezuela xâm nhập vào cái biên giới của Hoa Kỳ và đa số là thành phần băng đảng. Và trong khi đó thì chính quyền Joe Biden đang tìm cách giảm đi tình trạng xâm nhập biên giới một cách bất hợp pháp của các người tị nạn. Và hiện nay thì tiểu bang Texas chính thức xem cái băng đảng này là một tổ chức khủng bố ngoại quốc đang xâm nhập vào Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang California đã ra luật tạo sự dễ dàng hơn để phục hồi lại các tác phẩm nghệ thuật đã từng bị tịch thu dưới thời Đức Quốc xã. Bản tin cho biết thì California đã ký một cái luật mới bởi ông thống đốc Gavin Newsom vào ngày thứ hai và trong đó tạo sự dễ dàng hơn cho những người do gốc Do Thái có thể phục hồi lại các tác phẩm nghệ thuật của họ đã từng bị cướp bởi chế độ Đức Quốc xã dưới thời Holocaust. Ông Newsom nói rằng đây là một cái đạo luật và hành lang pháp lý và đứng đắn để giúp thu hồi lại tất cả những cái sản phẩm có giá trị đã bị tịch thu dưới thời Holocaust và trả lại cho gia đình của họ. Dự luật này được biết là dựa trên một cái phán quyết của chính quyền liên bang trước đây, trong đó thì một viện bảo tàng tại Tây Ban Nha đã giữ lại một tác phẩm nghệ thuật của gia đình của một phụ nữ gốc Do Thái và không trả lại cho bà. Và người phụ nữ này sống tại California. Người này có tên là Lily Cassira Newbauer, được xem là đã bị lấy đi cái bức họa của gia đình cho chế độ Nazi vào năm 1939 và đã bán cho họ với giá là 360 Mỹ Kim trước khi mà rời khỏi Đức trong đệ nhị thế chiến. Và trong đó theo tường trình của tòa án cho biết, và bức họa này hiện nay đó nó đã được phục hồi và được bán năm 1993 tại một cái viện bảo tàng ở Madrid, Tây Ban Nha với trị giá lên tới hàng chục triệu Mỹ Kim. Và Newbauer và con cháu của Newbauer đã biết được là cái bức họa này về năm 2000 và đã yêu cầu cái viện bảo tàng trên trao trả lại cho họ. Tuy nhiên viện bảo tàng này đã từ chối và nói rằng họ đã thu mua tấm cái bức họa này một cách công bằng và một đơn kiện đã đệ trình năm 2005, trong đó đã được băng qua các tòa án với câu hỏi là Tây Ban Nha và California, luật nào có thể đặt lại chủ quyền của bức họa trên theo tường trình của tập Politico. Và tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết năm 2022 là California có thể sẽ được apply, tức là được phép. Và trong đó theo phán quyết của ba quan tòa số 9 nói rằng là phía luật của Tây Ban Nha cũng có thể được áp dụng và trong đó luật California cũng được áp dụng cho tới khi California phải có một cái luật mới là cho phép luật của ngoại quốc có thể thực hành ở tại California. Và luật mới này thì cho phép có thể có hiệu lực ngay lập tức và trong đó giúp cho những gia đình của người Do Thái có thể thu hồi lại các tác phẩm nghệ thuật của họ vốn bị tịch
thu ở dưới thời của Đức Quốc Xã và sau đó được bác rộng rãi ở các cái viện bảo tàng của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng viện đã chuẩn bị bỏ phiếu một lần nữa cho vấn đề IVF sau khi mà cựu Tổng thống Trump cam kết ủng hộ IVF, tức là thụ tinh nhân tạo. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu vào ngày hôm nay thứ ba cho một dự luật mà trong đó quyền bảo vệ của liên bang và giải thích với lại các công ty bảo hiểm về tình trạng gọi là thụ tinh nhân tạo chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng thống Trump đã bất ngờ ủng hộ cho việc mà thụ tinh nhân tạo. Và Thượng viện sẽ bỏ phiếu cho cùng một dự luật này hồi tháng 6, tuy nhiên đã thất bại khi mà không đạt được 60% lá phiếu sau khi mà đảng Cộng Hòa đã chống lại cái dự luật này và đảng Dân Chủ ở Thượng viện chỉ được 51/49. Và dự luật này được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth của tiểu bang của đảng Dân Chủ tại Illinois lần đầu tiên đã được bỏ phiếu vào tháng 2 sau khi mà có một cái phán quyết tối cao của tòa Alabama, trong đó đã đưa ra cái phán quyết về vấn đề IVF, tức là thụ tinh nhân tạo, và được thách thức bởi phía của đảng Cộng Hòa. Và trong tháng 8, cựu Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ yêu cầu chính phủ và các công ty bảo hiểm phải chi trả cho vấn đề thụ tinh nhân tạo nếu ông đắc cử và gây bất ngờ cho những người được xem là thuộc cánh hữu và theo cái liên minh về đạo Cơ Đốc giáo, trong đó gây ra nhiều tranh cãi. Chúng ta muốn có đứa trẻ em ở tại quốc gia chúng ta hay không? Ông đã nói như trên trong cuộc nói chuyện ở tại Wisconsin, và điều này cho thấy ông đã ủng hộ cho việc thụ tinh nhân tạo để có thêm những trẻ em tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Marshall Blackburn đã yêu cầu phía Hạ viện là phải thông qua cái đạo luật an toàn cho trẻ em trên online. Thượng nghị sĩ Marshall Blackburn của Đảng Cộng hòa tại Tennessee đã thúc giục phía Hạ viện là thông qua cái dự luật gọi là Kids Online Safety sau khi mà nó được thông qua trên sàn Hạ viện với sự ủng hộ của lưỡng đảng. Bà Blackburn trong một đoạn video nói rằng tại sao chúng ta phải thông qua cái dự luật bảo đảm an toàn cho trẻ em trên online, được nhấn mạnh về câu chuyện của một đứa trẻ 17 tuổi đã chết sau khi mà đã có những cái viên thuốc về fentanyl khi mà mua từ một số người khác ở trên cái trang Snapchat. Và dưới cái đạo luật gọi là Kids Online Safety Act, gọi tắt là COSA, trong đó thì các công ty truyền thông xã hội phải yêu cầu là phải có từng bước một để ngăn chặn tình trạng mà các trẻ em dưới tuổi vị thành niên có thể bị tiềm năng là bị tổn thương bởi các nội dung bao gồm luôn các hoạt động trong tương lai. Và chúng ta cần phát hiện ra có rất nhiều trẻ em đã gặp gỡ với những tên buôn ma túy ở trên online, và các công tố viên từ ở các nơi đã phải khó đối phó khi những cái sản phẩm này đến từ Trung Quốc và Mexico và thông qua những tay trùm ma túy và xâm nhập vào quốc gia của chúng ta. Trên 100.000 người Hoa Kỳ đã chết mỗi một năm, bà Blackburn cho biết như trên. Và COSA đã được chấp thuận bởi sàn thượng viện là 91 phiếu trên 3 phiếu vào cuối tháng 7, cùng với cái đạo luật gọi là Children Online Privacy Protection Act. Đây là một trong những cái dự luật đã được bà đưa qua trên sàn Hạ viện. Và giờ đây, bà Marshall Blackburn đã thúc giục phía của Hạ viện là nên thông qua, và chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson cho biết ông ủng hộ cho dự luật này, mặc dù các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa vào tháng trước cho biết là dự luật này là có thể dẫn tới hành động gọi là kiểm duyệt về quyền tự do ngôn luận và cần phải có một cái sự gọi là cho phép của cái cơ quan đặc trách về ủy ban mậu dịch của liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Instagram đã bắt đầu buộc tất cả những đứa trẻ mà có chương mục ở trên trang này là có cái quyền bảo vệ về tư ẩn, cũng như là cha mẹ và thập phụ những người lớn sẽ giám hộ. Công ty platform của Meta đã đưa ra một cái chính sách về vấn đề quyền bảo vệ tư ẩn cũng như là cha mẹ kiểm soát tất cả những chương mục cho những đứa trẻ dưới 18 tuổi, và một dấu hiệu cho thấy là công ty này đã bắt đầu thấy được những cái ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội. Meta cho biết là họ đã quyết định các cái chương mục trên Instagram sẽ tự động có hàng chữ là teen account, và trong đó là sẽ bảo vệ tối đa cho dữ liệu tài riêng của các trẻ em và không để nó tiết lộ ra bên ngoài, theo tường trình của công ty này cho biết. Đồng thời những người sử dụng các cái chương mục này được sử dụng bởi cái hệ thống message hoặc là có những cái mục tiêu liên quan tới những cái chương mục này có thể sẽ được nối liền với lại cha mẹ, và những trẻ em nào dưới 16 tuổi là cha mẹ cần phải có cái công cụ để có thể vào trong cái
chuyên mục của con em mình để có thể giám sát tất cả những hoạt động con em mình. Meta và công ty TikTok dưới quyền của Biden, công ty Google và YouTube đang có đối diện với hàng trăm đơn kiện, trong đó đại diện cho những trẻ em và những hệ thống học khu nói rằng là đã bị ảnh hưởng bởi các trang mạng xã hội. Và năm ngoái thì 33 tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm cả California lẫn New York, đã khởi kiện các công ty này đã hướng dẫn sai lạc về tình trạng nguy hiểm trên các platform của họ. Đây được xem là một trong những cái mới nhất mà công ty Meta đã đưa ra nhằm để có thể kiểm soát tất cả những nội dung cũng như là tìm cách bảo vệ cái dữ liệu của trẻ em ở trên Instagram. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là bà Nikki Haley sẽ bắt đầu có một cái chương trình mỗi tuần một lần trên cái chương trình gọi là Sirius XM Radio. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là bà Nikki Haley đã sẽ phát động một cái chương trình talk show bà trên radio vào tuần tới trên cái mạng lưới của Sirius XM, và trong đó là sẽ mỗi tuần một lần cho tới khi mà có lễ nhận chức của tân tổng thống Hoa Kỳ. Bà sẽ thực hiện các chương trình phỏng vấn, các cái nói chuyện với tất cả những người nghe và nói về vấn đề chính trị trong cái show của bà, và được thực hiện từ ngày thứ Tư từ 8 giờ cho tới 9 giờ sáng giờ của miền Đông Hoa Kỳ thông qua cái hệ thống radio bằng satellite nằm ở dưới cái Tri-âm Channel. Và các chuyên gia nói rằng các cuộc nói chuyện này nó sẽ hỗn hợp bao gồm luôn cả Clement Football, được xem là một trong những cái chương trình của bà, và trong đó bao gồm luôn cả việc mà bà có thể nói về thể thao cũng như là âm nhạc. Và cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã có một cái thái độ chính trị, tuy nhiên nó cũng không bí mật. Và giờ đây bà nói rằng bà muốn tránh xa tất cả những cái sự thống trị của giới truyền thông. Và hiện nay con cháu của tôi, họ đã không coi những cái tin tức bởi vì họ nghĩ rằng tất cả các phía đều điên cuồng. Và những đứa trẻ này nó cũng không sai lắm. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một cái gọi là một cái giai đoạn khá điên cuồng về chính trị. Và chúng ta sẽ nhìn ra được điều này. Và chúng ta cần phải giảm đi tất cả những điều này. Đây được xem là một trong những lời phát biểu của bà sau khi mà bà đã nhận lời. Và sẽ có một cái chương trình radio chính thức của bà ta vào mỗi buổi sáng từ 8 giờ tới 9 giờ trên hệ thống radio của satellite. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ít nhất là có những cái gói đồ rất nghi ngờ đã gửi được tới ít nhất là 5 văn phòng bầu cử của 5 tiểu bang. Bản tin mới nhất cho biết thì những gói đồ nghi ngờ đã được gửi tới văn phòng bầu cử của các tiểu bang, ít nhất là 5 tiểu bang trong ngày thứ hai. Tuy nhiên không có báo cáo về những cái gói đồ này là chứa những cái nguyên liệu được xem là nguy hiểm. Các gói đồ này đã được gửi tới văn phòng động lý của tiểu bang đặc trách về bầu cử ở Iowa, Nebraska, Tennessee, Wyoming và Oklahoma. Các giới chức tại các tiểu bang này đã xác nhận như trên. Cơ quan FBI và cơ quan đặc trách về bưu chính của Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra, và đây là lần thứ hai trong vài năm qua đã có những cái gói đồ nghi ngờ đã được gửi tới cho tất cả các viên chức trong lĩnh vực bầu cử của rất nhiều những tiểu bang. Và đây được xem là một cái nỗi sợ hãi mới nhất trong cái tình trạng mà đang có gọi là early vote, tức là bỏ phiếu sớm, bắt đầu ở một số tiểu bang dưới 2 tháng kể từ khi mà bắt đầu có cuộc tranh cử tổng thống, thượng viện và quốc hội ở trên tất cả các tiểu bang. Và những tiểu bang này cho biết rằng là họ đã nhận được những gói đồ này từ ở tại Wyoming cho tới từ ở tại Oklahoma và tại Kansas. Họ cho biết rằng là những gói đồ này đã được gửi tới và trong tình trạng nghi ngờ. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất mà người ta nghi ngờ đang có những cái tình trạng gieo rắc sợ hãi hoặc là gây khó khăn cho những nhân viên bầu cử ở các tiểu bang khi mà ngày bầu cử tới gần kề. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản báo cáo mới nhất của tờ Wall Street Journal cho biết là các giới chức đã từng cảnh báo về sự nguy hiểm của kẻ đã ám sát ông Trump lần thứ hai. Bản tin mới nhất cho biết nghi can bị bắt giữ sau cái cuộc ám sát lần thứ hai hụt đối với cựu tổng thống Donald Trump được báo cáo là đã từng được báo cáo về thái độ của ông ta từ cái thời của Ukraine. Ông này là Ryan Wesley Root, 58 tuổi, đang đối diện với hàng loạt các cáo buộc liên quan tới vấn đề gọi là tội liên quan tới súng đạn, và trong đó ông ta đã từng bị kết tội felony và sở hữu súng một cách bất hợp pháp, cũng như là sau khi mà có cái hành động được xem là ám sát hụt đối với cựu tổng thống Trump vào ngày Chủ nhật tại Trump International Golf Club ở West Palm Beach, Florida. Và theo tường trình của tờ Wall Street Journal báo cáo ngày thứ hai, ông này đã được báo động bởi một số người khi mà ông ta bay tới Ukraine với hy vọng là tham gia vào cái phong trào chống lại Nga ngay sau khi mà ông Putin đã có lực lượng xâm lăng Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Và
Một trong những người y tá đang lo ngại về tình trạng đe dọa bạo động của ông Rus sau khi mà cô ta đã nhận ra ông này tại Kiev, và cô đã nói với lại cô đã báo cáo về người đàn ông này với cơ quan tuần tra biên giới và quan thuế tại phi trường Donetsk ở tại Washington ở tại vào tháng giêng lỗi tháng 6 năm 2022. Chelsea Walsh đã nói với các viên chức rằng ông Rus là nằm trong số những người Hoa Kỳ nguy hiểm mà bà đã gặp được trong 6 tuần lễ khi mà bà viếng thăm Ukraine theo tường trình của tờ Wall Street Journal. Và Sarah Adam, một cựu viên chức của cơ quan tình báo CIA, đã giúp điều hành ít nhất là 50 cái tổ chức cứu trợ ở tại đây, chia sẻ những thông tin và phối hợp trong vấn đề hỗ trợ nhân đạo, nói rằng ông Rus được biết là một kẻ lừa đảo và là một kẻ đáng nghi ngờ và bất bình thường, và được xem là một kẻ lập dị. Và trong đầu tháng 6 thì một nhóm cứu trợ đã ban cấm ông Rus không được tới cái khu tham gia vào cái hệ thống Messenger của họ, báo cáo rằng ông ta có những hoạt động được xem là nghi ngờ, và họ đã báo cáo với lại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Và Adam cho biết nhóm này lo ngại về ông Rus có thể sẽ tiếp cận với đường dây buôn người hay những lừa gạt về di trú. Và một người đàn ông Pháp cho biết là ông Rus đã giúp cho ông ta có được cái vị trí trong lực lượng quân sự của Ukraine, và nói thêm rằng ông này là một kẻ rất nổi giận với ông Trump. Ryan là kẻ đã có cái hành động nổi giận về sự thật mà ông ta cho rằng ông Trump đang tìm cách đàm phán với Putin thay vì là tìm cách hỗ trợ cho Ukraine, theo tường trình của một người đàn ông Pháp cho biết như trên. Và ông này từ chối không cho biết lai lịch. Và cơ quan FBI cũng đã tìm hiểu về ông Rus từ năm 2019, khi mà có cái thông tin nói rằng ông ta đã có sở hữu vũ khí trong lúc mà ông ta đã bị trọng tội. Và đây được xem là những bản báo cáo mới nhất mà tờ Wall Street Journal đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã quay lại chiến dịch tranh cử của ông sau khi mà có một cái nổi dậy tiếp theo vụ ám sát lần thứ hai. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu Tổng thống Trump đã bắt đầu quay trở lại chiến dịch tranh cử của ông vào ngày thứ ba, bay tới Michigan trong 2 ngày sau khi mà vụ ám sát lần thứ hai của ông đã diễn ra tại sân golf của ông ở tại Florida. Và đối thủ của ông là bà Kamala Harris, đồng thời cũng đang có cái chiến dịch tranh cử, và bà ta đang bay tới tiểu bang Pennsylvania trong cuộc phỏng vấn với lại cái Hiệp hội Ký giả Người Da Đen, gọi tắt là NABJ. Và trong cái cuộc phỏng vấn với lại cộng đồng Hispanic được công bố vào ngày thứ hai, trong đó sẽ được chiếu vào ngày thứ ba, lần đầu tiên bà Harris sẽ có cơ hội để có cuộc phỏng vấn trực tiếp với lại được xem là nói về cái tình trạng của ông Trump. Và ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và là cựu Tổng thống Hoa Kỳ đang tìm cách gọi là có thêm cái sự bảo vệ của cơ quan mật vụ sau khi mà có vụ ám sát ông hôm Chủ nhật vừa qua. Và một viên chức an ninh họ tin rằng nghi can là hoạt động một mình. Trong khi đó thì ông Trump cho rằng là bà Harris và ông Joe Biden đã có những luận điệu chụp mũ cho ông, gây hại cho nền dân chủ, chính là nguyên nhân dẫn tới những vụ ám sát ông. Đây được xem là một trong những cái chiến dịch tranh cử mà ông Trump sẽ quay trở lại, và ông sẽ có mặt ở tại Michigan trong cái ngày hôm nay và bắt đầu từ ngày mai, từ ngày mốt, và tiếp tục cái chiến dịch tranh cử của ông bất kể những đe dọa tới sinh mạng của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là hãng thông tấn Bloomberg tuyên bố họ lấy tên của Phạm Nhật Vượng, tỷ phú của Việt Nam, ra khỏi danh sách tỷ phú. Đây là bản tin của hãng thông tấn Bloomberg, và bản tin này được biết là đã đưa ra, và Phạm Nhật Vượng đã bị lấy ra khỏi danh sách của tỷ phú của hãng thông tấn Bloomberg sau khi họ cho biết rằng tiếp theo hồi năm ngoái, khi mà ông Phạm Nhật Vượng đã cố tình thổi giá của cái công ty VFS của ông ta, tức là cái công ty sản xuất về xe VinFast và xe điện của ông ta. Và điều này đã dẫn tới hãng thông tấn Bloomberg đã có cuộc điều tra và xếp hạng ông ta vào hạng F, và nói rằng là ông ta đã có những cái tài sản giả mạo, tức là những cái tài sản được khai ra cao lên để trở thành tỷ phú. Và do đó họ xác nhận rằng hiện nay về mặt báo cáo, ông ta có khoảng 6 tỷ Mỹ Kim ở trong cái tài sản của ông ta từ những cái cổ phiếu của VIC. Tuy nhiên hãng thông tấn Bloomberg cho biết là ông này đã phải bị lấy ra khỏi cái danh sách của các tỷ phú bởi vì tài sản của ông ta đã không được xác minh và có một số tài sản đã được thổi phồng. Tuy nhiên thì tạp chí Forbes vẫn giữ tên Phạm Nhật Vượng vào vai trò là tỷ phú ở trong cái danh sách của tạp chí Forbes. Nhưng hãng thông tấn Bloomberg thì cho biết rằng hầu hết tài sản của Phạm Nhật Vượng đã không được rõ ràng và gần như là có được sự giả tạo và có sự thổi phồng ở trong cái mớ tài sản của ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, dần dần thì Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ tất cả những cái sản phẩm về nông hải sản của Việt Nam. Và trong đó, Cộng sản Việt Nam khoe khoang rằng Trung Quốc đã nhập cảng hơn 3 tỷ Mỹ Kim tất cả những cái loại rau quả từ phía của Việt Nam. Từ từ thì gần như là sản phẩm về nông hải sản của Việt Nam đã không thể xuất cảng qua Âu Châu và Hoa Kỳ, và đứng trước nguy cơ là những sản phẩm này sẽ bị cấm vĩnh viễn tại thị trường Âu Châu và Hoa Kỳ do tình trạng gọi là thiếu luật đánh bắt cá trên mặt biển của Cộng sản Việt Nam, cũng như là tình trạng mà gọi là bán phá giá trong thị trường Âu Châu cũng như thị trường Hoa Kỳ, và cuối cùng là do cái tình trạng an toàn bởi các cái sản phẩm nông hải sản của Việt Nam có cái mức độ hóa chất cao hơn bình thường. Và điều này đã dẫn tới Cộng sản Việt Nam đã tìm cách liên lạc và tìm cách thuyết phục phía Trung Quốc nhập cảng những hải sản và nông sản của họ. Và hiện nay thì phía Việt Nam báo cáo rằng họ đã xuất cảng được qua Trung Quốc hơn 3 tỷ Mỹ Kim các mặt hàng nông sản của họ, bao gồm rau quả, trái cây và một số những mặt hàng khác. Đây được xem là một trong những bản báo cáo của phía Cộng sản Việt Nam đưa ra và cho thấy rằng càng lúc thì thị trường chính của Cộng sản Việt Nam xuất cảng nông hải sản là thị trường của Trung Quốc và lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc. Và điều này sẽ gây nguy hiểm cho tất cả giới nông gia của Việt Nam. Nếu như Cộng sản Trung Quốc đóng cửa hoặc ngưng nhập cảng thì có nghĩa là sản phẩm của họ sẽ không tiêu thụ được ở bất cứ chỗ nào ngoại trừ ở nội địa. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ phía Cộng sản Việt Nam đã đưa ra. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, hệ thống đường sắt Cát Linh Hà Đông, nỗi vinh dự và tự hào của Cộng sản Việt Nam, đã gặp phải biến cố và không chạy đủ tất cả những cái trạm mà ga mà họ bắt buộc phải băng qua, sau khi mà Trung Quốc đã tốn mười mấy hai chục năm để xây dựng cái tuyến đường gọi là Cát Linh Hà Đông này. Bản tin mới nhất cho biết thì các chuyến vận chuyển của tàu gọi là xe cao tốc gọi là Cát Linh Hà Đông vào tối ngày 17 Tây chỉ có thể chạy tới ga Phùng Khang và chạy ngược lại, mà theo lộ trình nó còn phải qua 5 trạm khác thì mới quay trở lại cái tour này. Đây được xem là một biến cố diễn ra và những kẻ quản trị đổ thừa cho tình trạng mưa lớn đã ảnh hưởng tới sự vận hành của cái hệ thống của đường sắt Cát Linh Hà Đông. Theo tường trình của Tổng Giám đốc Hà Nội Metro là Vũ Hồng Trường đã giải thích như trên. Tuy nhiên, đổ thừa vào mưa lớn thì điều này đã khiến cho dân Việt Nam và cư dân mạng bật cười. Đáng lý theo lộ trình thì nó còn phải qua 5 cái trạm khác gồm có Văn Quán, Hà Đông, Văn Khê và La Khê, và cuối cùng là dừng ở cái khu vực gọi là Yên Nghĩa. Tuy nhiên thì nó chỉ chạy được có 30 phút và tới Phùng Khoang thì nó quay đầu trở lại. Và đây được xem là một trong những cái biến cố họ không giải thích được, và bây giờ dùng lý do tình trạng mưa lớn ảnh hưởng tới cái đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!